Các bạn ạ, ở triển lãm sinh vật cảnh Sầm Sơn, Thanh Hóa lần này thì những tác phẩm bonsai cây cảnh đã được ban tổ chức chọn lọc rất là kỹ càng. Tuy nhiên bên cạnh đó thì vẫn có những cây, những tác phẩm không được đẹp lắm. Đó là theo quan điểm của tôi. Và tuy nhiên thì có rất nhiều tác phẩm bonsai đạt đầy đủ 4 yếu tố, đó là cổ, kỳ, mỹ, văn. Thì trong video này tôi sẽ giới thiệu các bạn những cây như thế. Đó là những cây mà theo quan điểm của riêng tôi, theo cách cảm nhận của tôi, cách nhìn nhận của riêng tôi mà thôi. Bây giờ chúng ta cùng xem một số tác phẩm như thế. Mời các bạn. Tác phẩm đầu tiên mà tôi muốn nói đến đó là tác phẩm cây xanh của anh Dũng Coca. Chúng ta quan sát từ xa, rồi ta lại gần. Tiếp theo là cây mai chiếu thủy của nhà vườn Hoàng Long. Cây này thì nói về cổ thì chưa phải là cây cổ, nhưng mà nói về yếu tố mỹ, văn, về thẩm mỹ, cây này là cây đẹp. Cây xanh tiếp theo là cây xanh của anh Lưu Trường Sơn, người Hà Nội. Cây xanh khí đá.
Rất tiếc là cây này không có phông để làm nổi bật lên vẻ đẹp của nó. Cây tiếp theo là cây sam hương của anh Lê Đức Ân. Và yếu tố cổ thì cây này chưa phải là cổ, nhưng mà nói về mỹ văn thì cây này là một cây rất là đẹp. Ta cùng quan sát cây sam hương Lê Đức Ân. Chúng ta nhìn bộ rễ của cây. Đây là cây si đỏ của Đào Trọng Hiếu. Cây tiếp theo là cây tường vi của nhà vườn bonsai anh. Cây này rất già cây. Cây này có thế trực khoanh. Dáng mảnh mai thanh thoát, uyển chuyển. Rất nhịp nhàng. Đây là cây xanh của anh Bắc Bát Tràng, Hà Nội. Ôi trời ơi, một nẻ là cái cắt tới cái bánh ra. Cắt ra cho các cụ đi. Mà là... Vẫn là cây của anh Bắc Bát Tràng, nhưng đây là cây mai chiếu thủy. Cây si lá đỏ của anh Huy, dáng thác đổ. Và
Còn đây là cây xanh của anh Nguyễn Như Tôn. Cây xanh tiếp theo, cây xanh có dáng gù dáng lão. Cây này Anh Thành Hải Phòng. Cây xanh của anh Nguyễn Thành. Đây là cây xanh của anh Tuấn Đá. Cái cây xanh đá là như thế nào? Cây xanh mini dáng lùn này của anh Thịnh. Cây này chưa có yếu tố về cổ. Cây này chưa phải là cây nhiều tuổi. Nhưng mà dáng rất đẹp. Chi dăm thì chưa được hoàn thiện lắm.